Ta 30 tuổi ngộ đạo, dùng 5 năm tụng kinh, còn có thêm 5 năm ngồi tĩnh tọa. Tới năm thứ 10, hoàn toàn lĩnh ngộ được âm phù chân kinh, thần thông đại thành, từ nay xưng bá võ lâm. Đông Phương Vô Địch sinh ra mắt chư vị đạo hữu, nếu tiểu muội có gì thắc câu, xin chư vị bỏ qua cho. Trong khi ngồi bục mặt ở công ty thì ông tướng mắt ngồi chơi game ghen tị quá. Không, được. Cái công việc nào nó cũng có những cái khó khăn trong đó. Cứ ở công ty làm tốt chuyện công ty đi, nó không có hào nhoáng như vẻ bên ngoài đâu. Mà cái stream hay là video YouTube này đồng ý là nó không có nặng nhọc thôi, chứ cũng vất vả và gian khó bất cứ giống như bất cứ cái việc nào khác. Áp lực tùm lum, còn mình không muốn áp lực thì coi như mình toan mình lớp luôn. Nếu không chấp nhận áp lực, muốn người ảnh ảnh siêu siêu thì bị lớp, nhức đầu lắm. Thì sao? Nghĩ content mệt lắm, chóng mặt lắm. Cứ ngồi ăn cơm cũng không yên, ngồi yên chút, hôm nay mình nên làm gì? Nghĩ coi coi cái gì sẽ là người ta muốn coi. Trời ơi, nghĩ mà nói chuyện đơn giản vậy thôi, mình chỉ mệt lắm á. Còn không muốn nghĩ thì thôi, ở ở không làm gì hết, đăng tầm bậy tầm bạ. Tầm bậy tầm bạ từ kênh nó lớp, công sức mình gây dựng nó mất hết. What do I think of you? Và chưa kể với áp lực gọi là bị đôi khi đọc comment không vui nữa. Tự nhiên có những ngày không có ai làm gì mình, tự nhiên lên đọc comment chút xíu cái bực bội cả ngày. Cũng là một cái khó khăn, anh nghĩ cái đó là khó khăn nhất á trong cái việc làm YouTube hay làm stream. Tại vì một điều chắc chắn là không thể ai cũng thích mình được. Cũng giống như câu chuyện anh nói vụ hôi vô vạch đó, nó đâu thể nào phục vụ hết tất cả mọi người, chỉ một nhóm người thôi. Ví dụ mình làm video mình có 10 người biết tới, thì trong đó ai da có chừng 1-2 người thích mình à. Cái phần còn lại là coi thôi nhưng mà không quan tâm. Và trong cái đám người không quan tâm đó, anh cho là 80% đi, thì trong 80% đó sẽ có những người có định kiến với mình, nó ghét mình sẵn nữa. Là tự nhiên là mình lòi ra mấy người ghét mình. Mà nếu mà không làm việc này thì không có mấy người đó. Và theo thời gian không phải là 10 người. Tại vì cái, nếu mà nhiều người biết, ví dụ 100 người, video mình có 100 view, thì tới 100 người biết mình, dẫn đến cái con số mà không ưa mình nó lại nhiều hơn nữa. 1.000 view, 10.000 view, 100.000 view, thì tự nhiên mình lòi ra một đống ghét mình. Mà nếu mình sống cuộc đời bình thường thì không có những người đó. Và trong những người ghét mình á thì nó có là hai loại. Một loại thì ghét thôi thì cũng chả làm gì, lâu lâu vô coi video thấy lạ đi ra. Có những người ghét mình xong rồi nó kiếm chuyện, nó phá mình, nó xấu này nọ, xúc phạm đâu. Mà vô tình mình đọc mấy cái đó thì tự nhiên mình sẽ khó chịu. Người mà ai không có cảm xúc, là cái đó lại là một cái khó khăn nhất trong nghề nữa. Mình sống cuộc đời ẩn danh bình thường vậy là vui vẻ. Giống như thì giống như có nhiều người họ, ví dụ như anh, ví dụ như anh đi, suốt cái thời đi học của anh, thật sự nếu mà anh nhớ lại bạn học thì thật sự chỉ có 2-3 người ghét mình trong suốt thời gian học phổ thông cho tới đại học luôn á. Trong số hàng trăm người tiếp xúc với mình chỉ có 2-3 người ghét mình thôi. Có thể con số thực tế nó nhiều hơn, nhưng mà họ kiểu như họ có tu dưỡng á, họ đi học thì họ cũng không có thể hiện ra mặt, thì mình cũng không tính là ghét. Có vài người ghét ra mặt thôi thì mình tính 2-3 người. Sau này đi làm nữa, do xung đột trong công việc thì cũng thêm 2-3 người nữa, là cả cuộc đời mình chỉ có 4-5 người ghét mình thôi. Nhưng mà tới khi mình làm YouTube một cái, cả đống con số lên tới hàng ngàn. Nhiều khi ra đường phải đeo khẩu trang nữa,
gặp người mối, gặp mối ruột phái mình dễ không nói, nhưng mà ai biết, biết lão nó ghét mình sao? Mình không biết nó là ai mà nó ghét mình, nó thì biết mình. Chơi mình nguy hiểm lắm chứ bộ. À. Đó, không dễ ăn đâu nha. Đừng ganh tị với YouTube streamer gì, cứ làm việc của mình đi. Là tâm chính đạo đi. Người nông dân thì nên gọi là quan tâm tới cái việc mỗi ngày. Nhánh cây, cành lá, hạt giống gì đó. Người làm sản xuất thì có cái sản phẩm mỗi ngày của mình làm ra có tốt hơn ngày hôm qua hay không? Cứ giữ tâm chính như thế. Biết đâu một ngày gặp được cơ duyên. Ây da. Ừ, sau lưng rồi, ngon rồi đó, sống rồi. Chỉ cần ra. Ra sau lưng là không được chúng. Let's bridge it down. Cái đoạn này dễ mà. Đúng rồi, đi tu còn không yên à, đi làm đòi phải tiên à. Nhân tại giang hồ thân bất vô kỷ. Chứ phải làm rửa tay gắt kiếm quá. Rồi tôi mua chi đậu xanh. Cái chậu nước được. Xanh hua sóc thì đang kêu thế nào? Không nên đánh thường em. Sóc thì ít đánh thường. Không đánh thường, còn mấy kêu phải nâng hết. Sóc có nghĩa là sắp đi bếp chứ không phải sắp bọ. Nhưng là nó vẫn phải có đam. Chứ không phải là cộng cứ nâng đại cái mở cái khóa 50 mấy cái này để làm 1 hết. Không, phải nâng hết thôi. Có điều sắp ít đứng sang đánh thường là không năng chiêu này cũng được. Do địch sinh ra mắt chư vậy đạo hữu. Nếu thể mỗi qua gì thắc câu xin chư vậy bỏ qua cho. Nói là